reo nhiều thương nhớ. Ngày nào anh đi cho tròn ước chiều tàn mưa thu lạnh mu tim tôi ngồi nhìn hoàng hôn vào tôi xót xa duyên tình hai. Ngày nào anh đi cho tròn ước nhịp cầu phân ly chức nữ ngưu lang tìm về người yêu chẳng thấy cuốn theo thu tiên lang thang. Sự trước khi Thanh Tuyền tạm biệt quý vị, hôm nay là lễ Vu Lan. Minh Nhật là người luôn mỗi năm tổ chức ở show buổi lễ, thì Minh Nhật có sáng tác một cái bài hát Mẹ Xa Rồi, mà cái bài hát này nó giống cái tâm trạng của Thanh Tuyền ấy.
ngày vượt biên mà đi năm 1978 tới bây giờ không hề thấy mặt mẹ. Mà khi mà về là chỉ thấy cái quan tài, mẹ nằm ở trong cái quan tài thôi. Cho nên khi mà Nhật đặt một bài hát Mẹ Xa Rồi, Thanh Tuyền chưa có hát lần nào hết mà rất là xúc động. Rồi bây giờ cho cô hát chay thôi nha, mà dạ, cũng dạ, không biết không? Tâm gì nữa. Dạ, thấy dạ, bài dạ. Nhật đặt hay quá, tới đúng cái tâm trạng của mình ngày lễ Vu Lan. Chưa hát lần nào quý vị, đây là lần đầu tiên mà Nhật chưa thấy xúc động quá. Để cho tại vì hai bản này nó xúc động quá. Dạ. Để nhớ nha, tại vì bất ngờ mở đầu sâu quên đó ha. Hả? Về lại nơi đây, con nhớ mẹ ngày thơ sắp tới, truyền dạy cho con chắc chứa lòng từ tâm nhân ái. Biết đời mênh mông trên bước đường ngược xuôi biên xoay, ghi khắc trong lòng lời mẹ hiền yêu dấu không phai. Ngày dài đêm sâu, đôi mắt mẹ mờ theo dấu đợi chờ tin con thân xác mỏi mòn trong thương nhớ. Biết đời mênh mang trên bước đường ngược xuôi biên khơi, ghi khắc trong lòng đời mẹ hiền mãi mãi không quên. Một ngày sóng gió ra khơi, con nghe tin xem đánh ngang trời, mẹ đã xa con rồi, đi về nơi xa xôi, mẹ đã ra đi vội, con giờ mồ côi. Một ngày nắng bốc ngưng xuôi, mưa rơi răng khắp quốc phương trời, mẹ đã ra đi rồi, đi về nơi xa xôi, mẹ đã xa con rồi, con lạc loài trời vơi. Vì nhiều lý do không con không về thăm mẹ để ngày hôm nay. Từ 1995 tới bây giờ, con không còn thấy được mẹ. Mẹ ơi!